Mình xin chào tất cả các bạn nha. Nay mấy anh em ra ruộng mình dân câu tứ các bạn ơi. Ở đây kêu câu miễn, ở cái chỗ thì kêu câu tứ các bạn. Đây một vàng nó bốn lưỡi các bạn ơi. Cắm cặp theo bờ ranh nè. Ở đây mình được 15 vàng nha các bạn. Nay mình xài mồi trùng các bạn ơi. Làm gấp quá không có vô gấp được, lấy bẻ chuối quấn đỡ giờ lại nuôi. Câu này mình xài lưỡi ó luôn nha các bạn, lưỡi ó mình xài lưỡi số 6 các bạn, lưỡi nhỏ để dính cá rô. Rồi anh em mới đào được nhiêu trùng nè, đó xong một vàng các bạn. Dân cũng cách khoảng các bạn ơi, cặp xích xích vô cái bờ ranh tí, xa xa tí. Này mấy anh em đi cũng hơi trễ các bạn ơi, thả hết 15 vàng câu này chắc cũng tối à, sụp tối à. Chích vô. Bây giờ để mấy anh em đi văn hết mấy cái vàng câu này xong rồi tối mình đi thăm, mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Chào các bạn nha. Giờ này cũng 8 giờ mấy rồi các bạn ơi. Mấy anh em đi thăm mấy cái vàng câu của mình các bạn. Câu tứ hồi chiều mình cắm ở trên ruộng các bạn. Dân trên ruộng nè. Xuồng ghe gì qua kéo cái cọng dây của mình kìa. Tắt ở đây luôn. Này chắc xuồng người ta chống ngang. Đây là cá lo vô mới nữa. Xuồng ta chống ngang. Còn mồi không? Để phía sau đây không? Phía sau đây trống vậy? Còn mồi đâu? Mồi đi phình hả? Thẳng thẳng lên tí, từ từ. Cái ừ đó kéo nghiêng vậy cho nó thẳng lên. Vàng này cũng chất quốc rồi bạn ơi. Lại tới không thấy nhúc nhích gì trơn. Lợi nhịp nhịp độ gì mà đâu hai ba cái chết quốc hết trơn. Này cũng ginh dây rồi các bạn ơi. Cái gì này? Cái chê các bạn ơi. Em cái chê. Cái vàng vàng đứng cái chi vàng hả? Còn ngồi luôn. Còn ngồi luôn hả? Chưa kịp nuốt miếng mồi nữa thì bị dính mắc câu rồi, đau quá nghỉ ăn luôn. Mở hàng đựng con các bạn. Còn ngồi luôn. Rồi, nuốt dính đai nữa rồi. Nữa hả? Nuốt dính nữa rồi. Em nha, em nha. Trung trên đài nữa các bạn ơi, không biết cái gì đây. Có không? Sao thấy em rung dây vậy ta? Nhịp không? Ờ, à, thuốc đằng kia. Thuốc kia, lưỡi thuốc kia các bạn ơi. Gì? Chê, lú gầu. Lú râu.
liền từng dây đó. Lú rầu, lú rầu. Ôi, 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 ôi. Tấp vô đè núi, tấp vô. Ừ. Cái nhỏ. Còn mồi luôn. Chơi thì ăn thôi, không cho ăn thì trơn mà chưa chân mất câu rồi. Hai móc mồi xéo quá. Đây, cá đi. Ăn câu này gặp ông dân lưới mình tới dính dây trắng hết trơn, hôm nay đói luôn. Động bên đây chơi trắng không à? Nói vậy, ông đẩy vàng lưới bên đó rồi, bên đây nãy giờ có hai con cá à. Sư phụ bên dính hết trơn à. Thôi không có, không là chơi trắng không à. Có dồ không? Bự không anh? À. Đẩy cái nút giao thông. Vô lên ruộng rồi đó. Lên ruộng làm gì nó giờ bữa hổm mấy cái con mà tao thấy nó chạy hù hù á. Nhưng bày đó không biết phải không? Rồi, tối nay thấy hiệu bạn ơi. Quá nản rồi. Hai con cá. Thôi lúc rồi. Rồi. Trước đó thấy giật rồi đó các bạn ơi. Vừa thấy nản luôn, tự nhiên có tin vui ông Bụt xuất hiện. Đưa cái đê tạt cái đít ra thông. Ừ. Cá dê nữa chứ gì nữa. Ui cá lóc, lóc hả? Lóc luôn. Wow. Lóc. Wow, đã nghe, đã nghe. Lóc. Mềm. Lóc. Lóc thiệt ơi. Lóc. Chứ mùa này ăn không lấy mồi ta. Rồi. Một em. Rồi đã. Rồi, tới lượt Lý, cô Lý. Mời em bạn. Mời cặp vô bạn ơi. Từ thăm quan trước ra coi móc mồi kìa. Rồi, tới lượt. Được ba chú rồi. Hai vàng nữa. Còn mấy vàng nữa à? Nãy giờ hiu rồi bạn ơi, 15 vàng mà mới được có hai cá chê con cá lóc, tính đâu có hai cá chê không rồi chứ. Nhà này thấy êm ru nữa rồi. Còn mồi, hết rồi. Đây lưới nữa nè. Nè, lưới đây nữa nè. Nghĩ sao câu mình sao bằng lợi lưới. Thua. Thôi không có gì ông nói chơi trắng không à. Dân câu chơi trắng thôi, không có gì ông chơi trắng. Rồi thất bại các bạn ơi. Tối nay mấy anh em đi thăm câu tứ mà được có 3 con cá, 2 cá chê, con cá lóc. Kệ đi làm mồi cũng được. Rồi về thôi. Đây này, mà. Sáng mấy anh em tiếp tục đi thăm các bạn. Mong là sáng có cá đặng mấy anh em làm xương xương rồi làm mồi màng này chứ giờ ba con này sao? Bốn người khó chia. Để sáng giải quyết luôn. Sáng mình đi thăm kiếm thêm ít nữa ơi, biết có không đây. Cái kiểu này lưới bỗng người ta giăng bít hết rồi. Lưới mà giăng còn kiếm cái rô không ra. Thôi, giờ về thôi các bạn ơi. Hẹn lại sáng mai. Tiếp tục đi thăm. Chào các bạn nha. Sáng nay mấy anh em tiếp tục đi thăm mấy cái dàn câu tứ của mình các bạn ơi. Sáng nay mình thăm mình cuốn về luôn. Hôm mà thất bại, hôm được có hai con cá. Hai con cá chê. Ba con chứ. Hai con cá chê, con cá lóc. Sáng nay làm biển quá đi thăm dễ luôn. Nổi nắng lên mới đi. Để lâu nữa dính nhiều à. Vắng nè. Ôi dính. Dính nào? Dính rồi. Dính.
có dính, có dính, có chê, có chê, có chê. Em nha, em nha. Sáng này mở hàng thằng đầu tiên. Mở hàng. Quấn đầu với gốc gà chứ. Wow, nó chê bự luôn. Quá đã. Đã nha. Bự cho bá luôn trời. Nắm gà cái chê nhỏ nhỏ rồi. Đồ. Tháng này cá ú ú không ạ? Hôm con cá lóc, hai cá chê. Cá chê không lớn mấy. Sáng này con này lớn. Con này im quá. Mới giờ mở hàng là thấy quýt rồi đã. Có lý rồi đó. Đây. Mời đẳng dây nó chặn nó kìa anh hai. Dính nữa. Cái dây chặt nó gà. Được nè. Sáng này thấy cái mồi sáng sủa hơn hả? Sáng sủa. Đâu có dính đó. Đằng kia. Cái chê nữa. Sáng sủa. Ôi bự. Ôi sướng nha. Quá đã. Rồi con nào con lấy kìa. Chín người nha. Cái này vàng nhất, cái chi vàng á. Rồi. Con sao này mọc hơn. Ừ. Tê. Vàng đằng kia thấy chắc không dính quá. Thấy im quá. Đấy, vàng con gì là có lý. Vàng này nóng rồi. Nước giật. Không thấy lôi mà. Cũng phải có không dính với chứ, dính hoài thì cá đâu bắt cho hết nó đủ. Này hôm ít quá, sáng này phải nhiều nhiều chứ. Chừng nước mới lên thì cũng phải tha thứ từ từ bắt chứ. Chứ đang bắt mà còn dưỡng cá nữa. Từ từ bắt còn lâu dài. Cá của mình không hả đây? Cá của mình. Ăn nhiều rồi đòi bắt ít. Ôi đứt lưỡi rồi. Thực tự luôn. Buồn ghê. Nước này mà kéo côn một cái là sướng luôn. Bữa nay kéo côn với mấy im gió nè. Lưỡi này cái đít nó bén lắm. Cá mà dính mà nó dậy dậy ngay cái chiều của nó là nó gạch cá một đít à. Mai mốt rồi mình bắt con cá nào mà nó có lưỡi câu là lưỡi câu của mình đó. Tháng này sợ mấy cá non nó chưa dám táp. Còn nhát mồi. Cái này bắt đầu vô tháng 10 mình lắp lên không? Lúc rồi mà thấy dít vậy. Rồi. Cái cục dây mất tiêu rồi. Có lời. Cái bên luôn hay gì á? Em nha. Từ từ. Cái bên luôn. Cá bự hay gì đó, cá bự á. Cá bự. Cái bự đó. Ôi. Đây con nữa, Hai con luôn kìa. Đây con nữa. Trời ơi. Cá đeo. Cá chà bá lửa luôn. Cá
6 đô không là bạn mạnh kilo chạy. Lâu rồi, lâu nữa, lâu nữa. Còn cái bờ nữa. Bự gì nó giặt nước lưỡi thôi rồi. Ủa tháng sau là bự nha. Ừ. Kéo vô cái nắp mũi đó nè. Dạ. Kéo vô góc cái nắp mũi á. Một, con cá nó mập. Nắm ngay đầu lưỡi, đầu lưỡi kéo nó mới ra. Một con gà tao coi anh lo dữ kìa. Lòi quá lòi hả? Sáng có lý rồi. Tới đi siêu thòng. Nãy giờ mới thấy cái này là dính hai con liền nha. Ôi, con này nhỏ, con này nhỏ. Một cặp. Sướng. Mấy vàng là 4 con. Nắm lại cái đầu tròn tút ngoài kéo. Còn dính dây nữa kìa. Em. Này bữa nào lấy câu giềng đi thả luôn. Trời ơi, dạng này ba con luôn. Gỡ kỹ thả nó lại đi. Trời ơi, viền này 4 lưỡi dính ba con các bạn. Ghê thiệt. Thả nhảy vô đâu đây vậy? Mai mốt khoảng chừng 300 gram mà lại ăn mấy cần câu cặp mé như mày. Thả phải dặn dò nó cho nó nhớ chứ. Mà nhớ câu khám phá miền Tây ăn nha. Năm bảy thì chết rồi. Anh làm bậy là chết à. Thôi ai giúp nhích đài anh em ơi. Đó hả? Đó kìa cũng dây giật kìa. Em ta sáng em nha. Ý lưới người ta dính nhóc hết trơn kìa. Trời ơi cá chê chết chà bá luôn kìa. Ừ. Ủa không biết. Thôi giật kìa. Hồi lưới bên đó dính quá trời luôn kìa. Đâu? Đó. Rô. Ôi, qua giờ mới thấy cái rô nha. Cái nào mà viền ngập mặt nước là hiểu rồi ha. Lại cái gung tịch trong ghe. Lãi xuồng tôi đi ngang nữa ngập xuống sao. Nãy giờ em thấy hầu như là có dính là nó bị ngập rồi. Tại cái cây mình cắm không cứng á. Cây mình cắm không cứng á, nó bị chặn. Ôi, cái bự quá. Rô. Đó nha. Cái rùa bự gian mấy sướng. Bộ hên giống cá lóc à. Rồi dễ. Đâu có hoài. Chứng hên hoài nữa chứng tưởng hết rồi giờ nó lâu nhỏ xíu cũng nhảy lên tận. Nhỏ quá nó lôi không nổi á. Cái vàng nó thẳng tưng nữa. Trời ơi. Hết biết rồi, cá rô này một cặp với cá lóc hồi nãy thả nè. Hay là mới thả hồi nãy chạy lại ăn nữa. Cá rô, một xíu à. Rô hả? Rô. Rồi cái lưỡi câu mà lớn thì dám ăn được hay. Xốp vô dính ngay cái mép mà. Trời ơi. Rồi gớt luôn. Cái đó là ăn chọc tích đó. Khi hên cá rô nó mặn cá lóc lại thấy đói quá nó ăn cá rô đó là dính luôn á. Phá mồi quá hả? Giật nữa bạn ơi. Chìm câu rồi đó. Này chắc ăn cá này ăn giác khuya đằng khác thôi. Đó mình thăm sớm quá. Lôi. Cá lóc. Lũ đâu rồi. Cá lóc các bạn ơi. Lũ đậu rồi. Vàng nha. Đồng cộng nó mới dãy á nha. Ôi. Cái rô luôn. Rô luôn hả? Hai con. Đó nha, vàng này hai con luôn các bạn ơi. Coi trong miệng nó có con cá rô nhỏ không? Những mồi như hồi nãy không? Xe luôn.
cá mập luôn rồi. Đó nha. Được. Có cá rô nữa. Vô rồi. Liệt liệt nãy mà. Đó. Quá đã quá đã. Được, được em cá lóc ngon lành. Vô rồi. Nghe tới mình cũng được con cá lóc cỡ đó vậy. Ừ. Thôi nào. Cái sáng này dính quá đi mà. Không cần gì luôn. Sáng là bò được nha, bò được nha. Sáng cái bò im ha. Sáng bò ngon nha. Cái chê lú râu rồi. Chê dính sát lại luôn. Rồi sát lại. Chưa lại tới cái quậy. Chấm 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 nè. Lưới mình nó cũng vậy đó, nó dính quậy lung tung. Ừ. Không có lưới này thì hôm mình đường này cũng ngon lắm chứ bộ. Ừ. Mình bị lưới dí bên kia. Thôi đúng rồi, mình văng bên đây, mình văng câu bên đó. Thả câu bên đó bị lưới rồi mới qua anh đây. Ờ, chuối kìa, chuối kìa. Chuối lên sình, chuối lên sình. Rồi. Rồi anh em cũng xăm nó rồi. Nó dễ vậy, dễ đứt dây lắm, đứt dây đó chứ không phải vụt đâu. Vụt chứ làm đứt. Ờ. Vụt hả? Ờ xe vậy. Xe quá xe. Hả? Phóng sình con hả? Rồi, chẳng qua người ta thấy dính quá kìa, nãy người ta nói là bắt ít thôi mà, bởi vậy cố tình mà. Lời người thấy hơi nhỏ ha, anh thấy hơi nhỏ. Thấy hơi nhỏ thì bự là giật lên xuồng rồi. Rồi giật lên xuồng hả đi. Gì này có không? Có cái chìm nó lúng rồi. Có hả, sao thấy em ru ta? Có, nó chìm rút xuống mà. Chị bộ thấy em vui, chị bộ tắt thấy. Từ đó đang không chữ. Ôi. Chú nữa anh ha, chú nữa kìa. Đừng bỏ nó anh hai, đừng bỏ nó anh hai. Ôi, cá bự. Cá bự, cá bự, cá bự. Bây giờ cho anh thấy nãy cá nhỏ thả thì rồi. Đó nha. Từ xa thấy viền nó im ru, nó không giật, không có mở máy. Cái vuốt á, vuốt ngược lại cho nó quán lưng quán hai gối. Mấy cái cây này bỏ đi, một chút mình còn nhiều. Còn một hai viên nữa hết rồi Quang ơi. Có nữa hả? Có rồi. Êm. Giật chút giật kìa. Thì sáng là làm gạo không ta? Chìm xuống mà. Chạy đúng rồi. Sáng này làm quá đã. Mê. Đâu, cái dính con. Cái rô. Rô hả? Ngủ cái gì vậy? Ngủ. Đuối vậy? Đuối. Rô. Ồ, còn gì nữa nục ở đây nè. Phải con đó. Thế nãy lôi mạnh lắm rồi ta. Ừ, còn có chừng còn con nữa nha Đen. Còn nó Đen ơi, cá lóc. Đi muốn chết rồi Đen ơi. Phải không? Ôi chết luôn rồi. Những cái lô nãy nó lôi mạnh với ta, thấy giật dây luôn rồi. Rồi, cá lóc chết rồi các bạn ơi. Trời ơi, sáng này bụng gạo rồi Đen ơi. Quá. Hôm được dĩ đi. Về có đồ ăn rồi. Hôm được hai con cá chê với con cá lóc. Phải hôm được nhiều gì là mồi xương sướng rồi. Lôi vô cỏ vô đồ. Có dính không hay là vỏ người ta chạy ngang? Rồi lên tim chừng dính thấy nha Đen. Đó thấy không, rõ ràng mới thấy lên tim mà.
Rô. Rồi, cái gì á? Dính con cỏ. Rồi còn viền bên kia nữa hết rồi. Viền cuối. Bỏ mấy cây đó đi. Rồi. Em ru, gì này không có gì hết các bạn ơi. Trời ơi, bụng gạo nha. 4 5 5 cá chê, 5 cá chê trắng, 2 cá lóc. 4 cá rô. Mấy chê trắng dòm sướng. Bự hơn mấy con mà tối mình dính mấy con tối dính nhỏ nhỏ mà. Hai con là tối với con cá lóc. Thôi. Đợi qua bờ cái. Sao không? Hết rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em về thôi. Sao không? Về nhà mình đổ cá ra rồi với mấy con cá tối mình thăm nữa các bạn. Mình quay tiếp cho các bạn xem. Đây mấy anh em mới về tới nhà các bạn ơi. Đây dàn câu tứ của mình nè. Buổi sáng được 6 con cá chê. 5 cá chê chứ. 2 cá lóc với 4 cá rô mà. Sáng cá chê trắng bự bự không các bạn. Còn cá chê khủng. Còn này nè, đủ vô thông. Tối. Đây tối các bạn. 2 cá chê nhỏ với con cá lóc. Tối 2 cá chê trắng một xíu các bạn ơi. Với con cá lóc nè. Đâu có mồi màng gì đâu. Sáng nay mấy anh em thăm giác sáng được bộn các bạn. Mấy cá chê trắng lớn rồi đã. Cái này hơi mình thái ra nhúng mẻ các bạn. Tối không có mồi, sáng có mồi. Chân câu nè. Đây. Xong một cái nồi mẻ nữa các bạn. Nồi mẻ là để nhúng cá chê nha các bạn. Thì mấy con cá mình đi văng câu tứ về các bạn. Buổi sáng này trúng các bạn ơi. Tối thất bại sáng này trúng. Mấy con cá chê thấy hấp dẫn các bạn. Con nào con nấy chà bá lửa luôn. Nhúng mẻ ăn với mẻ. Chuối cây, chuối hột. Đây rồi chuối cây các bạn ơi. Đây cây chuối hột. Ngồm, ớt sừng, xả, ớt hiểm. Đó để hơi mình bỏ vô cái nồi nước mẻ. Cá thì mình phi lê ra. Cá phi lê thái rồi ha. Thái ra. Thấy cá chê thấy hấp dẫn rồi. Con này cũng nu. Sáng dở lên con nào lấy làm thấy đã. Rồi chà bá không. Sáng này thấy có tương lai hồi tối. Tưởng đâu là héo luôn các bạn ơi. Tối có hai con cá chê với con cá lóc. Sáng này được 5 con cá chê. Này chê trắng nha các bạn, thịt rất dai luôn. Đỏ luôn. Phi lê ra hết nha bạn. Xong hết nha các bạn. Đây là thành quả của mấy anh em đi văng câu hồi tối các bạn ơi. Văng câu tứ các bạn. Đây mình lựa mấy con cá chê, 4 con cá chê các bạn ơi. 4 con chê trắng. Mình phi lê ra các bạn. Nhúng với cơm mẻ các bạn ơi. Mẻ chuối cây này, chuối cây là chuối hột nha các bạn. Sôi chưa? Sắp sửa sôi. Sôi là mình nhúng vô thôi nha. Bỏ mấy cái này vô trước không? Thôi để thịt thôi. Để thịt thôi. Đầu sôi mình vớt rượu ra là nó vừa sôi luôn đó. Uống vô một cái là nhúng vô là lụm luôn. Sáng này nắng được một tí thấy màu trời êm quá, giờ âm u lại mưa nữa các bạn ơi. Lâm râm nữa. Trời mưa thì
vô cái món này với rượu chua hột thì ấm bao tử nữa các bạn ơi. Cá văn câu dính mà đem lên trên dĩa thì anh Núi lấy lưới chùm lại. Đường nào nó chạy hả? Đường nào nó chạy. Chết rồi lấy lưới chùm nữa sao ra được. Uống rượu chuối hột và ăn thêm cây chuối hột nữa. Hết chuối bài hột luôn. Này, chuối cây. Chuối cây chuối hột. Chuối hột rồi mà uống rượu chuối hột ha. Rồi ăn luôn cây nữa. Xong luôn. Thôi, giờ chuối cá đi. Vô. Hết chuối luôn. Vô bạn ơi. Xin mời các bạn luôn nha. Giờ hồi tối mấy anh em đi thăm về mà chỉ có được có hai con chê trắng với con cá lóc thôi các bạn. Đã. Cho nên là không có mồi làm xương xương các bạn ơi. Để sáng này mấy anh em đi thăm cái vô được 5 cá chê, 2 cá lóc, mấy con cá rô nữa. 4 cá rô. Bây giờ mới hưởng thành quả nha các bạn, tối không đủ. Vô các bạn ơi. Mồi kìa. Xôi rồi. Có trong đây cái mấy cái mà xương nó đã mình lặn ra mình còn giờ mình uống chú hột thì mình ăn chứ ăn cây chú hột lại các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Nóng nhàn đen. Thổi. Tưởng mày đưa vô giống giống như rau một cái nữa là lỡ miệng nha. Giống như ăn rau cá nướng cá chiên rồi đó. Đưa cá vô được rồi. Dở lưới ra đi, dở lưới ra đi đen. Dở lưới à. Hồi lưới này mục rồi. Lưới mục đen nó quơ đũa cái gách lưới luôn. Đã ha. Thịt chê trắng đỏ tươi các bạn. Lưới chùm ra mà lóng le. Cá chưa chín mình ăn gào. Gách. Trời mưa này mà gặp cái nồi cơm mẻ này tới tay luôn. Chưa chín thì ăn rau trước. Phê luôn. Các bạn ăn rau luôn các bạn ơi. Cá chín rồi nè. Rau chuối hột bào ra. Cá có mấy nãy nấu mấy cái xương trước cho nó ngọt nước rồi. Đây. Xương chín rồi, xương là những sống nó chín rồi. Đây đó. Xương đây. Mời các bạn nha. Chú hột rồi chú cây mà. Cái không. Mới bỏ vô chín luôn hả này? Xương lâu rồi, xương đó bỏ vô trước mà. Xương nó trước. Xương đó trước. Trời mưa lắc gắt ha. Mưa đó. Mưa lạnh quá. Uống rượu chú hột với không có gì ăn làm bậy cái nồi lẩu nhúng mẻ này thôi bạn ơi. Chơi rắn nhúng mẻ. Làm chắc cả 2 ca này được rồi hả? Trời mưa làm cái 2 ca này được rồi. Người nữa ca. Lạnh ha. Vô thêm cái nữa đi, đặng dựng máy ăn uống gì ghê chứ. Vô. Ngồi hoài sao. Vô. Vô bạn ơi. Mình làm ly cái mình dựng máy hả bạn. Xuống ngồi chung với anh em ăn ấy, chứ để uống không kỳ lắm. Khen. Mình không ăn anh em dẫn hả bạn ơi. Đó hả? Cho ăn miếng cái thịt giòn. Nghe sư phụ nói cái anh em ai cũng cười chứ. Thôi dựng máy thôi. Mời các bạn nha. Cá trắng tươi mà. Chị trắng không bạn? Chị trắng là trắng tươi luôn hả? Chị trắng là trắng tươi luôn. Trắng tươi luôn. Miếng cá miếng xương này chín rồi nè. Quá dai, thịt dai ngon bạn. Nói gì nữa, chị trắng thì thịt nó phải dai rồi. Sư phụ còn mấy lâu trước đi sư phụ. Rồi, dựng máy rồi. Lạnh nè, trời mưa lạnh lẽo rồi, đưa cái nước này vô, nhúng chuối vô, ăn cái húp cái nữa. Món này là không dầu mỡ nha các bạn, dành cho những người kiêng ăn dầu mỡ. À, chỉ mẻ thôi các bạn ơi, mẻ với cá tươi thôi, không có dầu mỡ. Chụm đây một cái. Vô. Thơm quá. Vô các bạn ơi. Mưa. Mời bạn nha. Ngon quá bạn ơi. Kìa mưa bong bóng vào phòng luôn à. Vấn đề cũng lâu lắm rồi mới được ăn lại các em đi lấy chồng anh ở với ai đây? Bởi vì anh đang ở anh luôn. ăn chuối cây á thì đòi chuối hột các bạn. Còn uống rượu thì cũng đòi chuối hột nữa thì ở đâu mà có chuối hột hoài vậy? Cây cũng làm luôn nữa thì ở đâu mà có chuối.
ăn cái này chắc mai mốt không có rượu chứ hộp đúng không ạ? Hấp hộp thì nhà, làm nhào. Cá này từ lúc mình ăn từ lúc nước cạn không? Biết lâu rồi. Bây giờ không có rồi. Nó chứ cái bụi chuối hộp mình nhiều cây lắm. Cây nhỏ nhỏ đâm mình nhóc chưa? Này khoảng chừng chắc cỡ tháng 2 tháng nữa quá. 2 tháng nữa có trăm rồi các bạn ơi. Vừa đầu qua tốt lắm. Bữa không có cây, cây nhiều quá. Ừ. Cái chỗ mình đi câu đi câu câu cá nha. Ừ. Sắn. Cái sắn, cái sắn. Cái sắn ngâm rượu mới ngon. Trăm kia trăm sừng. Trăm sừng chưa đâu. Trăm là khoảng chừng tháng 2. Tháng 2, tháng 3. Tháng 2 là mình chuyến này mình làm khoảng chừng 1 triệu á bạn. Ngâm 1 triệu á. Hay là cái hạp da bò á. Ngâm giống như là ta sản xuất rượu nhòi đó. Ừ. Nguyên một hạp vậy đó. Đây là đi bẻ trăm mà bẻ cỡ nửa vỏ trăm đó về ngâm một hạp nha. Chắc kiểu đó phải đặt 2 khách rượu á. Ừ. Đúng rồi, ta làm những nó là trên vô hạp mà. Để đó uống hết mùa luôn á. Hết mùa luôn. Hết không nha. Cây trăm ở sơ hè nhà mình đó. Cây trăm nó bẻ một đợt là phải nói là một bọc gì nè. Mình uống hết mùa trăm cái quay qua chú học mình nó ra trái nữa rồi. Nói với cũng không. Chú cây là chỉ có chú học là ok nhất các bạn. Nó ngọt mà nó giòn ngọt. Câu tứ là phải bốn con chứ bốn thầy trò mới đủ chứ. À, sáng có con viền dính ba con luôn hả? Đứt lử. Đứt là thêm đứt lử nữa. Đứt lử. Ba con mà đứt lử phải còn lử này đâu dính bốn con luôn. Dính cá lóc. Phải lên con tài vậy. Cuối cùng. Vô vô đi. Vô. Nó vô đang nó lùa sột sột. Lùa ghét kìa bạn. Nghe cái tiếng sột sột luôn á. Rồi lại lại các bạn ơi. Vô các bạn ơi. Mình cũng xin mời các bạn ly này nữa, chắc mình xin kết thúc video ở đây các bạn. Video mình đi thăm câu tứ của mình cũng hơi dài các bạn ơi. Mình thăm buổi tối rồi thăm buổi sáng rồi về làm chế biến món ăn rồi mấy anh em làm liêu riêu nữa các bạn. Thì nó cũng hơi dài rồi. Thôi bây giờ mình xin uống ly này mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn ơi. Rồi mời các bạn nha. Thịt ăn vô cái nó đã vậy đó. Cá bự ăn sướng sướng. À. Rồi giờ mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.